Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về tiểu sử và sự nghiệp sát linh Thái Vân Linh. Thái Vân Linh là một doanh nhân Việt Nam. Bà hiện là giám đốc công ty cổ phần Vingroup Venture, chuyên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Bà được biết đến là một trong bốn nhà đầu tư chính của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng Thương Vụ Bạc Tỷ. Tóm tắt tiểu sử của sát linh. Tên thật: Thái Vân Linh, sinh năm 1977, nơi sinh: thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch: Việt Nam, ngành nghề: thời trang, may mặc, thương mại điện tử, công nghệ. Năm 2 tuổi, bà và mẹ sang Mỹ định cư. Sau đó bà ở với mẹ, ba nuôi và sau này có thêm một cô em gái. Học vấn: Thái Vân Linh đã từng học trung học ở Victorville, California, là một thị trấn nhỏ nằm giữa Los Angeles và Las Vegas. Bà tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh tổng hợp tại Đại học Nam California năm 1999. Sau đó học lên thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh, chuyên ngành tài chính tại Đại học Pennsylvania năm 2006. Năm 2012, Thái Vân Linh kết hôn. Thái Vân Linh có chồng là Kevin ECMO, Chief Marketing Officer của công ty giải trí đa phương tiện Maxwell. Và phải 40 tuổi, chị mới có con gái đầu lòng. Và hiện nay chị đã hạ sinh một tiểu công chúa thứ hai vào năm 42 tuổi. Sự nghiệp của sát linh. Năm 2008, Thái Vân Linh bỏ công việc với mức lương cao và sự đãi ngộ tốt tại một ngân hàng tư vấn phân tích tài chính cho doanh nghiệp của Mỹ để trở về Việt Nam. Năm 2012, bà từng làm giám đốc cho quỹ DFG Vina Capital. Cũng trong năm 2012, bà lập ra một startup có tên là Nhớ Âm Cơ Chua, chuyên về may váy cưới theo số đo và thiết kế của cô dâu. Năm 2015, Thái Vân Linh là CEO và founder của startup Ritafield, chuyên thiết kế và sản xuất chân váy theo số đo. Theo VSCTR, tháng 12 năm 2017, khi có nhiều lùm xùm trên mạng xã hội đặt nghi vấn rằng bà Thái Vân Linh không phải là nhà đầu tư đại diện cho Vina Capital, thì ngay lập tức, đại diện Vina Capital đã đập tan tin đồn, xác nhận chức danh của bà Thái Vân Linh, giám đốc chiến lược và vận hành tập đoàn Vina Capital. Tháng 12 năm 2018, bà Linh quyết định đầu quân cho tập đoàn Vingroup và được bổ nhiệm làm giám đốc công ty cổ phần Vingroup Venture. Cơ cấu cổ đông của Vingroup Venture gồm tập đoàn Vingroup góp vốn 70%, tương đương 49 tỷ đồng. Cổ đông đáng chú ý là bà Thái Vân Linh, sát linh, góp vốn 10%, 7 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Hồng Quân, cũng góp vốn 20%, tương đương 14 tỷ đồng. Thời gian đăng ký từ ngày 11 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm 2019. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.